subscribe to my channel. Bây giờ người ta đang chuyển máy đó, các bạn chuyển máy qua cái xưởng xưởng mới nè, thì bây giờ người ta đang chuyển để mà người ta lắp đặt lại á. Bây giờ mình qua phía kia coi ha. Cái máy này người ta mới chuyển qua này các bạn đó, nó giống máy bên này luôn đó, hàng quá đây sắp xếp xong. Ok, rồi đi qua chỗ khác xem ha. Xong rồi hả?